Hi, xin chào các bạn, lại là mình Cà Rốt đây. Trong video trước thì chúng ta đã xác định được nguyên nhân bị xì của cái tủ này là xì đường ống hồi âm ở bên trong tủ. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành đi lại đường ống hồi cho tủ. Các bạn đã nhắn tin ở trên kênh YouTube yêu cầu mình ghi hình lại cái cảnh mà mình đi lại đường ống hồi cho tủ. Đối với những bạn mà làm rồi thì nó cũng khá là đơn giản. Đối với tủ mà sử dụng một dàn bay hơi thì bạn tiến hành khoan thủng một lỗ ở vị trí ngăn đông cho mình. Còn trong trường hợp này tủ sử dụng hai dàn bay hơi cho nên mình sẽ tiến hành khoan thủng hai lỗ, một lỗ ở ngăn mát và một lỗ ở ngăn đông. Bạn sử dụng mũi khoan đỡ mà khoan thủng từ mặt trước ra mặt sau như thế này. Trong trường hợp này mình khoan hai vị trí, một vị trí ở ngăn đông và một vị trí ở ngăn mát như này. Trước khi khoan thì bạn phải quan sát mặt sau của tủ là phần bo mạch của tủ nếu có nó nằm ở đâu để chúng ta tránh nó ra. Trong trường hợp này mình tránh nó qua, mình khoan ở phía bên tay phải như thế này. Để mà hàng tại vị trí giao nhau từ hai đường ống trong dàn lạnh chạy về thì bạn sẽ sử dụng một cái tê như thế này. Trước khi hàng tại vị trí giao nhau, bạn luồn gen vào đoạn ống này và đoạn ống này trước rồi sau đó chúng ta mới hàng sau. Tại vị trí luồn khoan ở mặt sau và mặt trước của tủ, bạn nên sử dụng foam hoặc là silicon chúng ta bịt kín lại để tránh những trường hợp là tủ bị thấm nước. Tại vì khi mà tủ hoạt động thì nhiệt độ bên trong tủ sẽ thấp hơn môi trường bên ngoài rất là nhiều, do đó sẽ dẫn tới cái việc là chênh lệch áp suất. Khi đó không khí bên ngoài sẽ đi vào bên trong tủ lâu ngày sẽ xảy ra cái hiện tượng bị thấm, làm cho cái lớp cách nhiệt bên trong tủ ngấm đầy nước. Khi đó thì cái tủ của chúng ta sẽ bị hỏng. Tại vị trí điểm về kết nối với đường hút của máy nén thì bạn nên uốn những đoạn ống nó cong như thế này, mục đích là để giảm rung trong quá trình máy nén chạy. Tại vì khi mà máy nén hoạt động thì nó sẽ rung lắc. Sau khi bạn đi ống và hàng kết nối xong thì sẽ sử dụng keo con chó chúng ta bịt kín tại những cái vị trí của bảo ôn. Tại vị trí này, tại vị trí này chúng ta dán cho nó kín lại. Và cuối cùng bạn sử dụng cụm ống 27 để mà định vị lại những cái vị trí quan trọng để cho cái ống được chắc chắn. Vậy là thông qua video này các bạn đã biết cách đi lại đường ống hồi cho tủ trong cái trường hợp đường ống âm bên trong tủ bị xì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!